Chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ 5, ngày 15 tháng 12 2022 nha anh em. Lại tiếp tục gói hàng cho anh em. Nãy giờ mình nói chung là quay video giới thiệu cho anh em thì nhiều, chứ chưa gói được cục hàng nào đó mọi người. Mình còn để lăn đăng lê đê nè, đem ra test rồi quay video rồi kiểm tra, rồi để đó chứ chưa gói nha mọi người. Chắc có tối nay mình gói tới khuya luôn. Thì trước mắt anh em là một cái 68100. À, có cộng dây nối nữa mà quên lấy một dây nối, lát em lấy một dây nối nha. Một cái 68100 kèm một cộng dây nối. Thì cái này là 800.000, cộng dây nối 50.000. Là cái đơn là 850.000. Gửi cho chú Xuân ấp Xuân Thới, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú, An Giang. Đây thì chú Xuân gọi mình lúc sáng là mọi người. Lúc sáng nay, nhưng mà trong ngày nay là cái ngày mình đi đi dạy nguyên một ngày luôn anh em, cho nên mình không có gói được. Và bây giờ mình sẽ gói và sáng ngày mai mình sẽ đi gửi sớm cho chú Xuân nha. Thì nhắc lại với anh em là 68100, giá gốc là 1.250.000, bên kênh mình và hãng MK đang khuyến mãi 800.000, 800.000 ha. Anh em mà đam mê thì nhanh chóng liên hệ ha, đã giảm 1/3 giá trị của sản phẩm rồi đó mọi người. Có nghĩa là cái đèn này không phải là giá trị thật của nó là 800 nha mọi người, giá thật của nó là 1.200.000 á, nhưng mà hiện tại đang bán có 800.000 để anh em chơi Tết. Bạn nào thích thì đam mê ủng hộ nha. Thôi bây giờ mình vô mình lấy cái sợi dây ra gắn luôn. Đây cộng dây lấy thêm nè anh em, 5 mét dây, cộng dây lấy thêm và cộng dây gốc của nó bự ngang ngửa nhau luôn nha. Loại này dây to lắm mọi người, cái dây gốc của nó cũng to nè và cái dây lấy thêm cũng to nữa, 50.000 cục gì nè mọi người ha, ở 50.000 cục gì nè. Thì cấu hình là tấm pin 25W, bộ pin lưu trữ là 20A, tấm pin 25W có tem mạt đồ này ha. Đấy, bộ pin lưu trữ 20A và có 200 con SMD 5730. Thì đèn này nó không có cái con led báo sạc. Thì lý do không có led báo sạc á, là lúc người ta sản xuất người ta nghĩ á, là cái này gắn ở ngoài đường, cho nên cũng báo sạc thì cũng không có ai thấy, cho nên người ta không có gắn led báo sạc. Vậy thì hôm bữa giờ có nhiều anh em mua về thì không biết là có thể là sử dụng không biết sử dụng. Thì anh em làm đơn giản như này, anh em cắm hai cái này với nhau, cắm hai này với nhau, sau đó anh em rút ra. Mọi người rút ra mà thấy cái đèn nó phát nó sáng lên là ok đó, là hồi nãy giờ là đã sạc ngon lành. Mình rút ra cái nó tưởng đâu là kết ngắt kết nối tấm pin, nó tưởng ban đêm cho nên nó mới cháy lên đó mọi người. Cho nên là chỉ làm đơn giản vậy thôi, là test được cái đèn này có sạc tốt hay không rồi phải không. Hồi nãy mình cũng làm rồi, cắm vô rút ra cái đèn cháy. Ở đây thì một tay cầm camera, một tay đút vô nó hơi khó cho nên mình không làm cho anh em xem. Đó, nó hơi khó khăn mọi người, tại vì nói chung là rất là khó, một tay khó quá. Thì một lát nữa mình sẽ test sau ha, test cộng dây này luôn nha anh em. Ở thì thân đèn là bằng nhôm nguyên khối nha, và đi kèm với đèn là đầy đủ tấm pin hết ha. Nè ray nè anh em, ống nè, rồi ray sắt, rồi nói chung là đầy đủ hết. Ở đây nó có cái nắp chụp lại nè, thấy không? Đấy, bộ lon con tán một bịch nè anh em, với bên đây một bịch nữa là hai bịch nè, với ở dưới bàn này bịch nữa là ba bịch nha mọi người. Nè đang bịch đó nè, là ba bịch ở remote đầy đủ hết. Và mình nhắc lại với mọi người á, là đèn hễ đèn năng lượng là nó phải có cái chế độ là ban đêm tới là nó tự cháy, còn ban ngày á, là nó tự tắt. Chứ anh em mua hàng hỏi mình là mấy cái đèn mình bán nó có chế độ auto hay không, mình mới nghe không biết chế độ auto là cái gì. Thì ra là cái chế độ ban ngày đèn tự tắt và ban đêm đèn tự cháy. Thì nói chung là cây đèn nào cũng có chế độ đó hết á, cây đèn năng lượng cây nào cũng có chế độ đó hết, anh em an tâm nha. Đấy, nhiều khi anh em hỏi mình bất ngờ, mình không biết anh em hỏi cái gì, nhưng mà chỉ hỏi mình đơn giản ngay đó ha, ban ngày đèn tự tắt và ban đêm đèn tự cháy nha. Đó thì bây giờ mình sẽ test độ sáng của 68100 này cho mọi người xem. Đó, đèn bàn chải này rất là thẩm mỹ nha mọi người, mặt dưới của nó nè ha, chế độ chống nước, chống xét, rồi chống mưa, rồi tự động bật tắt ban đêm, sạc sạc, rồi tiêu chuẩn châu Âu này ha. Đó thì on. Đây. Đây là ánh sáng của 68100 nha. Đấy, bàn chải rời thể nha anh em. Giá 800k. Đây. Chúng ta treo cao lên ha, khoảng 5 mét thì nó sẽ phủ cho ông ta khoảng hơn 100 đến 200 mét vuông nha. Cái hiên nhà của ông ta chỉ cần treo một cái này thôi,
là sáng hết cái hiên nhà của ông ta. Đấy. Mọi người thấy không? Đấy. Người thật việc thật luôn nha anh em. 68100 800.000. Anh em nào mà sang hơn một chút có thể đắp 300.000 là ra 1.100.000 lấy cái 68200 nha. Cũng đang khuyến mãi giá 1.100.000 rất đẹp luôn, giá đẹp. Đấy. Còn bạn nào tiết kiệm thì lấy cái này cũng được rồi. Này cũng ngon lắm rồi mọi người. Còn khả năng chú Xuân là mình nghĩ là chú đem vô nhà, tại vì lấy con dây nối này là đem vô nhà. Ở đèn này lắp trong nhà ok luôn nha, không có sao hết. Rồi tiếp theo là một cái UFO ngàn để mình gửi cho anh Thương ở thôn Phú Thịnh, xã An Thạch, Tuy An, Phú Yên. Đó thì anh Thương là khách của anh Thịnh anh em. Anh Thịnh ảnh bán hàng giúp mình và mình thì nhiệm vụ là gói hàng gửi thôi. Chứ còn cái vấn đề tiền bạc hay vấn đề bán hàng là anh Thịnh thương lượng với khách hết. Đó thì UFO ngàn này là cái thứ mà mình bán đắt nhất trên kênh mình luôn. Ngày nào cũng có chứ, như ngày nay là ít nè. Hồi trưa mình chở đi giao là hai cái. Chở đi giao hai cái rồi với cái tối nay nữa là bữa nay được có ba cái à, là hơi ít đó mọi người. Chứ mỗi bữa là cái UFO ngàn này còn nhiều hơn nữa nha. Tấm pin là 25W này. Đường kính của đèn là 5.5 nha. Bộ pin lưu trữ là 25 mAh. Có 988 con SMD5730 nha anh em. 988 con ha. Rất là nhiều led 5730 luôn. Đấy. Và cái đèn này nó được mọi người tin dùng rất là nhiều. Đặc biệt là rất là nhiều anh mà mua rồi, về lắp rồi, sử dụng rồi mà quay lại mua nữa đấy. Đấy. Thì đó là sự uy tín đó mọi người. Là thùng của nó nè anh em. Và chữ nghĩa đầy đủ hết nha. Có tem xuất xứ nguồn gốc đầy đủ nè. Đấy, gói ba cái đó chưa? Ba đó gói chung á. Mấy cái đèn T100 nãy mình để nó test nó chạy nằm dưới đó anh em. Bây giờ nó đang sạc đồ hoạt động tốt, giờ bắt đầu đóng hộp rồi gói đồ cho đàng hoàng ha. Rồi mấy cái hai cái 68100 lần đó còn chưa gói nữa. Rồi trên đây cái nữa là về bữa nay tối nay mình đã chốt được ba cái 68100 luôn nha. Các bạn nên mua cái này nhiều, mua cho nó đáng cái đồng tiền khuyến mãi nha anh em. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cái này. Đấy, ánh sáng quá đẹp ha. Bấm on off đồ coi có tác dụng hay không. Đấy. Rồi, remote đã ok đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử độ sáng của UFO ngàn nha. Đấy. Quá là sáng luôn nha mọi người. Ha. Gần 1000 con led mà. Quá là sáng luôn. Thì đèn này anh em bắt cái chế độ radar. Chế độ radar thì không bao giờ hết pin được nha. Đó, còn mọi người bắt 100% độ sáng như thế này thì tối đa của nó là xài được một đêm thôi. Chứ không thể nào nó qua được đêm thứ hai. Đó, nếu mà trời mà có âm u 2-3 ngày liên tiếp thì nó sẽ không có đủ đêm nha. Bắt chế độ 100% á. Đây, còn mọi người cứ để cho nó radar thì nó không bao giờ hết pin nha nè. Radar là gặp con người nó sẽ sáng 100% như thế này. Còn không có người đi qua nó sẽ sáng 50-60% nha. Đấy. Đèn rất là sáng nha anh em. Được mọi người tin tưởng sử dụng cái này rất là nhiều. À. Không? Đó. Lấy xuống, lấy xuống. Bạn nào đam mê hãy liên hệ mình ha. 076-687-4311 nha anh em. Mình xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người những video lần sau nha.